Hôm nay là sáng thứ sáu ngày 29. Má đi sình ngủ dậy nè. Mẹ mới nói chuyện với bà ngoại xong, mẹ nói với bà ngoại là má đi sình mới ói sữa một chút đó. Mẹ thay đồ mà trong lúc thay đồ lạnh chút mà má đi sình bị hiccup rồi. Hi mama. Hi baby girl. Con gái muốn đi đâu? Con gái muốn đi đâu? Nói mẹ nghe coi, muốn đi đâu? Muốn đi coi chị hả? Chị ngồi đây nè. Chị có phiêu hình nè. Chị có phiêu hình là khỏi nói luôn. Hai con nha. Hả con hả? Hả con cũng có phiêu hình luôn hả? Melody cũng có phiêu hình luôn hả? Madison cũng có phiêu hình luôn hả? Có hai đứa con mà mẹ lộn tên rồi đó. Ai chú! Hôm nay nhìn con bự con môn. Bự lên này đó, bận cái áo này sắp vừa rồi nè. Bữa mẹ chở từ bệnh viện về cũng bận cái bộ pyjama này nè. Mặc giống y chang chị hai, mặc tròn vò, quay lên phim nhìn mặc tròn vò con. Má đi, má đi nhìn lé mắt luôn con, bữa nay là con.